Út Bính Design chào các bạn. Hôm nay, Út Bính Design cùng các bạn sẽ nghiên cứu về đề tài cách dàn trang. Khi chúng ta mở một cái file Word hay là một cái file Excel nào đó, thì nó có hai loại trang. Một cái trang khổ đứng gọi là bọt tre và một cái khang trang khổ ngang gọi là landscaper. Ở đây Út Bỉnh đang mở cái trang khổ đứng. Và chúng ta nếu muốn mở cái trang khổ ngang thì chúng ta vào trong cái tab Base Layout và các bạn bấm cái nút sổ xuống bên phải. Ở đây nó xuất hiện ra cái cửa sổ Base Setup. Thì nó gồm có 3 tab: tab Margin, tab Paper và tab Layout. Tab Margin nó thể hiện kích thước của đỉnh, của đáy và của bên trái, của bên phải của trang. Và cái tab paper là chúng ta chọn khổ trang giấy mà chúng ta đang sử dụng in là khổ A4. Nó có kích thước 210 x 297mm. Và cái tab layout thì nó có cái header là cái phần ở trên cùng và cái footer là phần dưới cùng. Nó có con số giá trị của nó. Và chúng ta muốn áp dụng hết tất cả các trang về sau này thì chúng ta nhấp vào cái nút Set as Default và sau đó nhấp OK. Bây giờ để các bạn có một cái trang mà khi in ra nó sẽ cách đều bốn cạnh. Và khi các bạn dàn trang như thế thì nó mới đẹp, nó cũng không có hao tốn cái khoản giấy nào hết. Nếu các bạn để trống thì nó trông xấu và nó vừa mất vừa hao tốn. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái nội dung khổ đứng là bọt tre, thì chúng ta nhấp vào cái tab Base Layout, chúng ta bấm vào cái nút sổ xuống và chúng ta bắt đầu dàn trang. Trước hết các bạn bấm vào cái nút Margin. Nhưng mà trước khi đi vào đề tài này, chúng ta cần phải có một số chọn lựa trước. Cách chọn lựa như sau. Trước hết là các bạn bấm vào cái nút cái nút này nó gọi là Customize Wood Access Toolbar, là cái nút chọn nhanh. Bây giờ chúng ta bấm lên và chúng ta chọn More Comment. Khi chúng ta chọn More Comment xong rồi thì có 3 cách chọn tiếp theo. Cái thứ nhất là Save, là lưu. Khi chúng ta lưu thì chúng ta chọn cứ khoảng 1 phút là máy tự động nó lưu. Mặc định nó là nó đang chọn là 10 phút nó mới lưu một lần. Thì như vậy rủ chúng ta quên Save thì nó sẽ mất. Như vậy chúng ta chọn cái thời gian ít nhất là 1 phút. 1 phút thì nó tự động lưu. Có nghĩa là khi bạn đang gõ văn bản, qua 1 phút thì nó sẽ lưu nội dung đó. Cái thứ hai là Save với định dạng. Ở đây định dạng của Word 2010 là docx. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn cho những người khác sử dụng 2003, 2007 đều đọc được cái trang định dạng của bạn thì bạn chọn chấm doc. Hello, tôi xin nhắc lại. Sau khi bạn chọn nút More Option xong thì các bạn chọn Save. Trong Save này các bạn chọn định dạng là chấm doc để cho cái phần mềm Word 97 hoặc là Word 2003 nó cũng có thể đọc được. Và cái điều thứ hai nữa là cái vấn đề chọn thời gian lưu. Mặc định thời gian lưu nó là 10 phút, mỗi một lần 10 phút thì nó sẽ lưu cái nội dung ở trên trang Word mà bạn đang thực thi. Nhưng ở đây chúng ta nên chọn nó là 1 phút để cho cứ hãy trôi qua 1 phút thì những gì đang có nằm trên trang Word nó sẽ tự động lưu cho các bạn. Tránh những cái trường hợp rất đáng tiếc là bạn chưa lưu mà bạn đã delete. Và cái kế tiếp là bạn bấm vào trong cái tùy chọn Advanced. Trong tùy chọn Advanced này thì các bạn chỉ cần chọn cái đơn vị tính.
Ở đây đơn vị tính nó mặc định nó là inch. Thì chúng ta chọn cm để chúng ta dễ tính toán hơn. Sau đó các bạn bấm nút OK. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn bấm cái nút Custom My Quick Access Toolbar bằng cách chọn More Common, và chúng ta sẽ tùy chọn ở trong nút Save và trong nút Advanced. Bấm OK. Như vậy là chúng ta đã chọn xong cái More Option rồi. Thì bây giờ đối với cái dàn trang của cái trang bọt tre đứng này, thì chúng ta bấm vào cái tab B Layout và chúng ta bấm sổ xuống của B Setup. Nó xuất hiện cái cửa sổ B Setup ở trong đây. Cửa sổ này nó có 3 tab: tab Margin, tab Paper và tab Layout. Thì chúng ta phải định dạng lại cho các tab này. Cái tab Margin thì theo tôi đề nghị các bạn nên chọn 1.5 cm, và các bạn copy bát vào trong cái ô left, ô right và cái ô bottom. Như vậy bốn cạnh đều có cái khoảng cách bằng nhau là 1.5 cm. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái tab paper. Ở đây chúng ta thường sử dụng cái giấy in là khổ A4, thì các bạn chọn khổ A4. Nó có kích thước là 210 x 297 mm. Sau cùng là chúng ta bấm vào cái tab layout và chúng ta chọn cái khoảng trống ở trên đầu là 0 cm và khoảng trống ở dưới chân là 0 cm. Cuối cùng các bạn bấm vào nút set as default để chúng ta sẽ ấn định các giá trị mà chúng ta đã lựa chọn đó mặc định cho tất cả các trang, nó áp dụng cho tất cả các trang, và chúng ta bấm Z. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cái vấn đề mà dàn trang cho cái khổ đứng bọt tre. Nhưng cái điều kiện quan trọng nhất là máy in của các bạn, sau khi các bạn cài đặt cái phần mềm cho máy in thì trong máy in các bạn cũng phải chọn giấy A4, hai bên đều đồng nhất khổ giấy A4, thì lúc đó sự chọn lựa của bạn mới có giá trị. Nếu không chọn lựa kiểu đó thì nó sẽ không đúng như ý bạn muốn. Bây giờ chúng ta vào nút File và nút Print. Chúng ta bấm vào cái nút Print the Property để nó xuất hiện ra cái nội dung của cái phần mềm máy in. Thì trong này chúng ta thấy rằng là cái size nó cũng đã chọn là khổ A4. Nếu các bạn thấy nó là nó chọn cái letter chẳng hạn, thì các bạn phải bấm vào đây và các bạn chọn lại là khổ A4. Sau đó các bạn bấm nút OK. Như vậy thì lúc đó cái sự chọn lựa, cái định dạng cho cái khổ bọt tre của bạn nó mới có kết quả. Sau đó là bạn bấm nút Print. Bây giờ chúng ta trở lại nút Home. Và bây giờ chúng ta định dạng cho khổ nằm ngang. Khi các bạn muốn chọn khổ nằm ngang thì các bạn vào cái tab B Layout. Các bạn bấm sổ xuống của B Setup. Và các bạn cũng chọn 4 cái lề cho 4 cạnh là 1.5 cm. Sau đó các bạn bấm vào cái paper cũng là chọn A4, và trong cái layout cũng là 0 cm header và 0 cm footer. Tôi xin nhắc lại là sau khi bạn bấm vào cái tab Base Layout, bạn bấm sổ xuống của Base Setup, và trong này nó có 3 tab: Margin, Paper và Layout. Các bạn bấm vào cái tab Margin thì các bạn quy định cho 4 cạnh nó có cái lề là 1.5 cm: Top, Bottom, Left, Right. Và
các bạn chọn khổ nằm ngang là landscaper. Khi các bạn chọn khổ đứng thì nó thể hiện cái review đây cho bạn xem. Và các bạn chọn khổ ngang thì nó sẽ thể hiện review. Sau khi các bạn bấm chọn xong cái margin rồi, các bạn qua paper. Paper bạn cũng chọn A4. Và trong layout bạn cũng chọn là khoảng cách ở trên đầu là 0 cm và ở dưới cuối footer là 0 cm. Cuối cùng bạn bấm set as default và các bạn bấm Z để chúng ta xác định lại cái khổ. Bây giờ chúng ta review ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái khổ của chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta bấm 675, đây cái khổ nằm ngang của chúng ta là như thế. Bây giờ sau khi bạn quy định cái khổ nằm ngang rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cũng thành như thế là các bạn trong cái máy in của các bạn, bạn cũng phải chọn khổ A4 thì lúc đó nó mới đồng bộ được. Còn nếu không thì nó sẽ trên lệch, nó sẽ dư bên phải rất là nhiều mặc dù bạn đã canh đều hai bên. Bây giờ chúng ta phải vào file, vào ring và các bạn vào printer option này và các bạn chọn đúng cái khổ A4 và các bạn bấm OK. Thì như vậy khi cái khổ nằm ngang này, nội dung nó sẽ nằm cách đều, cách lề và nó in rất là đẹp cho các bạn, chứ nó không có chừa cái khoảng bên trái thì ít mà bên phải thì nhiều, nó chênh lệch trông xấu. Bây giờ chúng ta có thể thực nghiệm bằng cách là bây giờ chúng ta mở một cái trang Excel. Đây là một cái trang Excel mà tôi đã lập nên nó nằm cái khổ nằm ngang. Bây giờ trước hết là chúng ta định dạng cho nó. Các bạn bấm vào cái B setup và trong nút sổ xuống của B setup này chúng ta chọn paper. Ở đây chúng ta chọn landscape là khổ nằm ngang. Và bây giờ margin lề thì chúng ta chọn top là 0, header là 0. Ở đây bên left này 0.5, bên right 0.5. Hit footer. Như vậy thì chúng ta đã chọn xong. Bây giờ paper là khổ A4 là 210. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn như thế nào? Trước hết chúng ta định dạng lại. Chúng ta chọn paper, chúng ta chọn khổ nằm ngang. Và chúng ta chọn ở đây là 100%. Và chúng ta bấm Ring Review để xem. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nó bị mất một khúc. Chúng ta bấm Home để trở lại. Và bấm B Setup để chúng ta. Thứ nhất là chúng ta định dạng Margin. Margin chúng ta cho nó là 0. Rai cũng là 0. Top là 0, hit là 0, tất cả đều 0. Và chúng ta review. Khi chúng ta review thì thấy nó nằm vừa khít, nó chừa như thế này. Và khi các bạn muốn in được giống như cái mà các bạn đang xem thì các bạn phải vào trong cái phần mềm máy in và bạn chọn khổ A4 thì lúc đó nó sẽ đồng bộ. Chúng ta vào cái nút Printer Property và chúng ta trong cái size A4 này chúng ta chọn khổ giấy là A4. Sau đó chúng ta bấm OK. Bây giờ chúng ta thử in xem nó có ra đúng như thế này hay không. Bây giờ chúng ta bấm nút Print. Bây giờ tôi đã in xong thì tôi thấy rằng là nó ra kết quả giống như chúng ta review ở trên cái màn hình mà tôi đang trình bày. Có nghĩa rằng là bên trái nó là 0.5 cm và bên phải nó là 0.5 cm, rất là đều. Và nó có khoảng cách ở trên ở dưới giống như các bạn đang xem. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn
mỗi bên nó cách khoảng là 1,5 cm để cho nó đẹp. Thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta sẽ trở về tab home và chúng ta bấm vào cái tab Bay Layout, bấm nút sổ xuống Bay Layout. Bây giờ trong cái mặt in này chúng ta sẽ chỉnh lại là 0.25 và ở đây cũng 0.25. Bây giờ chúng ta bấm cái nút print review để xem. Thì các bạn thấy rằng là nó có cái vạch, đây là cái vạch phân chia giữa trang thứ nhất và trang thứ hai, nó ăn sâu vào đây. Như vậy khi mà bạn in nó sẽ nằm từ đây đến đây và nó mất cái khoảng này. Bây giờ muốn dời cái khoảng này ra đây, muốn dời cái vạch này ra map này để chúng ta có cái độ in chính xác theo giống như preview, thì các bạn vào trong cái Bay Layout và các bạn bấm giảm xuống là 95, thì các bạn đã thấy cái vạch đứng chấm chấm này nó sẽ nằm sát ở bên phải này, mép trái này. Thì bây giờ chúng ta review thử xem sao. Vào file và print thì các bạn thấy rằng là khoảng cách đây là 1,5 cm và bên đây là 1,5 cm, nó đã cho cái review chúng ta đúng như chúng ta đã ấn định giá trị cho nó. Bây giờ chúng ta bấm vào cái nút printer property và các bạn kiểm tra lại cái khổ giấy, nó đang chọn khổ giấy là A4. Như vậy chúng ta bấm OK. Bây giờ chúng ta bấm nút print để xem coi kết quả nó có phải là bên trái nó là 1,5 cm và bên phải nó là 1,5 cm hay không. Và kết quả giống như ý muốn của chúng ta, giống như là chúng ta đã review, là chúng ta thấy mỗi bên cách 1,5 m, 1,5 m, bên phải 1,5 m và bên trái 1,5 m. Còn như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn những cái điều mà từ trước đến nay trên mạng cũng có nhiều cái bài giải thích nhưng mà không rõ ràng, khiến các bạn thực hành không được. Hôm nay Úc Vĩnh đã tìm được cái thủ thuật để thực hiện làm sao chúng ta dàn trang cho nó đều và nó đẹp đối với khổ đứng và khổ nằm ngang mà không có phí phạm giấy khoảng trống nhiều và trông nó mất đẹp đi. Thì bây giờ tôi xin nhắc lại những cái điểm cần lưu ý. Trước hết là chúng ta bấm vào cái nút Customize Quick Access Toolbar để có lựa chọn nhanh. Thì chúng ta bấm vào More Comment. Trước hết là chúng ta bấm nút Save. Thì trong này chúng ta sẽ Save với định dạng rằng là 97203 đối với Excel 97203, và cứ mặc định là cứ 10 phút nó save một lần. Thì bây giờ chúng ta chọn nó là 1 phút thôi. Mỗi 1 phút là máy tự động nó save, để chúng ta lỡ cái delete thì nó vẫn còn. Và cuối cùng là chúng ta bấm vào cái nút Advanced và chúng ta chọn cái đơn vị tính. Như vậy là chúng ta tìm hiểu vào trong cái định dạng, chúng ta muốn quy định cái cm ở trong Excel thì chúng ta sẽ không thấy như trong Word. Nhưng trước đó, trước khi chúng ta thực hiện Excel này, chúng ta đã làm cái chọn lựa ở trong Word rồi, thì trong Excel này nó sẽ đương nhiên áp dụng cái là đơn vị tính là cm mà chúng ta đã áp dụng trong Word. Như vậy là chúng ta khi chúng ta canh lề như thế này thì nó đã cho chúng ta mỗi một bên là 1,5 m, 1,5 cm mỗi bên, và nó ra định dạng rất là đều và đẹp. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ làm được. Khi các bạn muốn tăng thêm mỗi bên là 0.25, bên phải là bên trái 0.25, thì lúc đó các bạn thấy cái vạch chấm chấm ở bên phải này là nó phân ranh giữa hai trang, nó sẽ bị ăn sâu vô. Thì như vậy chúng ta sẽ bấm vào cái tab B Layout và chúng ta chỉnh scan là còn 95. Khi chúng ta thấy cái lằn này nó ăn trở ra, thì
thì chúng ta canh làm sao cái lằn chấm chấm này nó nằm sát mép bên phải là được. Còn nếu chúng ta canh 90 thì nó sẽ có dư cái khoảng cách, mà lúc đó nó sẽ không đều nhau và in nó xấu. Và đó chúng ta sẽ chọn 95 là chính xác. Và chúng ta vào file, vào ring, chúng ta review và chúng ta thấy hai bên cách đều. Sau đó chúng ta vào cái nút printer property. Khi các bạn cài cái phần mềm của máy in thì các bạn cũng nhớ là chọn cái khổ giấy cũng cùng với khổ giấy A4 của ở trong cái base setup mà các bạn đã chọn. Như vậy các bạn sẽ in ra rất là đẹp. Đấy là những cái thủ thuật mà Út Bình đã nghiên cứu và nó giúp cho Út Bình dàn trang rất là đẹp. Đấy là những kinh nghiệm mà Út Bình đã làm cái file video này để truyền lại cho các bạn. Ngoài cái file video này, Út Bình sẽ viết thành một cái văn bản đính kèm để cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn thực hiện được giống như là các bạn đã review. Lý do mà khi chúng ta review và chúng ta in nó không giống nhau là do cái việc chọn khổ giấy A4 trong trang Word, trong trang Excel mà chúng ta không chịu chọn cái khổ giấy A4 trong phần mềm máy in. Nó bắt buộc hai cái phải đi song song với nhau. Và cái thứ hai, điều kiện thứ hai là cái vạch chấm chấm phân ranh giữa trang 1, trang 2 này nó phải nằm sát lên cái mép phải này. Thì lúc đó các bạn in ra nó mới đều được. Chúc các bạn thực hiện được giống như các bạn đã review và giống như cái hướng dẫn của tôi ở trong cái video này. Chúc các bạn thành công.